Trên thế giới, động đất mạnh tại miền Bắc Trung Quốc khiến hơn 100 người thiệt mạng. Miền Nam Trung Quốc tuyết rơi hiếm thấy. Nông dân Thái Lan tạo hình mèo trên ruộng lúa. Hơn một nửa cử tri Đảng Dân Chủ muốn thay thế đề cử Tổng thống Biden. Tại Việt Nam, báo động nạn mua bán thông tin cá nhân tràn lan trên mạng xã hội. Xuất hiện ùn ứ đăng kiểm ở Hà Nội, Sài Gòn khuyến cáo chủ xe trước nguy cơ ùn tắc. 4 người bị bắt vì làm giả giấy chứng nhận nghỉ việc. Bắc Bộ rét qua Giáng sinh, Hà Nội 12 độ. Minh Ngọc xin được chào đón tất cả quý vị đã đến với chương trình trưa nay ngày 19 tháng 12 của Khỏe Tự Nhiên. Kính chúc quý vị buổi trưa an lành. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Mở đầu là thông tin về động đất mạnh tại miền Bắc Trung Quốc khiến cho hơn 100 người thiệt mạng, thưa quý vị. Trung tâm mạng lưới địa chất Trung Quốc cho biết một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra tại huyện Tích Thạch Sơn, tỉnh Cam Túc vào 23 giờ 59 phút ngày 18 tháng 12 theo giờ địa phương. Trận động đất xuất hiện rõ ràng ở các tỉnh, thành phố và các quận xung quanh, thậm chí là cả những người ở xa như là Hà Bắc và Sơn Tây cũng cảm nhận được sự rung lắc. Tính đến gần 1 giờ sáng ngày 19 tháng 12, tổng cộng 32 dư chấn đã được ghi nhận, với cường độ lớn nhất lên tới 4 độ Richter. Video trên mạng xã hội X cho thấy nhiều khách hàng đã bỏ chạy khi một nhà hàng rung lắc do cơn địa chấn. Theo truyền thông Trung Quốc, đã có ít nhất là 111 người thiệt mạng và 230 người bị thương. Tuy nhiên, Bắc Kinh luôn che giấu số liệu thống kê và con số thương vong có thể còn cao hơn. Trận động đất này đã gây thiệt hại đáng kể, làm cho nhiều ngôi nhà bị nứt hoặc là đổ sập, khiến người dân phải chạy ra đường để đảm bảo an toàn. Ở một số ngôi làng trong khu vực, nguồn cung điện và nước đã bị gián đoạn. Trong khi đó, ở miền Nam Trung Quốc thì tuyết rơi hiếm thấy. Tại Thanh Viễn, thành phố cách thủ phủ Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông, vào ngày 18 tháng 12 đã ghi nhận tuyết phủ kín đỉnh một ngọn núi. Đây là nơi rất hiếm khi xuất hiện băng tuyết trước đây. Nhiệt độ ở Quảng Châu được dự báo là 8 độ C. Dù ở tỉnh Quảng Đông thường ghi nhận mức nhiệt hai con số vào đầu mùa đông, nhiệt độ trung bình tháng 1 ở tỉnh miền Nam Trung Quốc này là 14 độ. Mưa tuyết vào ngày 18 tháng 12 cũng đã xuất hiện ở Thượng Hải, thủ phủ tài chính kinh tế ở miền Nam Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, nhiệt độ vào sáng ngày 18 tháng 12 giảm xuống mức âm 15,5 độ C, gần mức thấp nhất lịch sử là âm 15,2 độ. Trong tuần lạnh giá bất thường, nhiệt độ ở miền Bắc Trung Quốc cũng giảm sâu, làm gián đoạn giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không, thậm chí là làm hỏng phanh một chuyến tàu ở Bắc Kinh. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Trung Quốc dự báo nền nhiệt thấp sẽ kéo dài tới ngày 21 tháng 12. Ở khu vực phía Bắc, Nội Mông Cổ và một số vùng xung quanh sông Trường Giang, nhiệt độ sẽ thấp hơn 7 độ C so với bình thường. Tiếp theo là một thông tin khá thú vị cũng tại châu Á, thưa quý vị. Nông dân Thái Lan tạo hình mèo trên ruộng lúa. Theo Reuters, ông Satapol Jaikam, một nông dân ở tỉnh Chiangrai, tạo hình con mèo đang ôm cá ngủ trên cánh đồng lúa để thu hút du khách và người yêu mèo. Nông dân này cho biết quá trình tạo hình mèo trên cánh đồng phải dựa vào tọa độ GPS để xác định vị trí cấy lúa phù hợp, giống như là khi họa sĩ phác thảo tác phẩm vậy. Ông Tania Pong chia sẻ, điều quan trọng là phải xác định được chính xác, cây lúa sẽ dần thay đổi màu sắc theo thời gian. Khi chúng lớn lên, vào thời điểm thu hoạch, lúa chín sẽ tạo nên bức tranh mèo vàng Cooper mà chúng tôi lấy làm hình mẫu. Người chủ cánh đồng đặc biệt này đã cho dựng nhiều tháp ngắm cảnh xung quanh, tin rằng hàng ngàn du khách sẽ đến xem tác phẩm nghệ thuật trên cánh đồng lúa. Tác phẩm được gợi cảm hứng từ câu nói, có cá dưới nước, có lúa trên đồng của người Thái để chỉ sự chủ phú. Ông cũng nhấn mạnh rằng, trước đây lúa gạo chỉ dùng để ăn, cách làm mới này cho phép chúng tôi phát triển đồng thời du lịch và cả nông nghiệp. Là một trong những nước xuất khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới, Thái Lan đã đặt mục tiêu xuất khẩu 8,5 triệu tấn vào năm nay. Tiếp theo, mời quý vị cùng chuyển qua thông tin liên quan tới chính trường Hoa Kỳ. Hơn một nửa cử tri Đảng Dân Chủ muốn thay thế đề cử viên Tổng thống Biden. Hãng thông tấn Fox News vào ngày 17 tháng 12 công bố kết quả cuộc khảo sát thăm dò ý kiến của các cử tri về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Kết quả khảo sát cho thấy 54% cử tri Đảng Dân Chủ thích một người khác thay thế ông Biden làm đề cử viên Tổng thống 2024. Chỉ 43% cử tri Đảng Dân Chủ muốn tiếp tục giữ ông Biden. Ngoài ra, khảo sát của Đại học Monmouth công bố vào ngày 18 tháng 12 cho kết quả tỷ lệ tán thành người đàn ông này làm tổng thống tiếp tục giảm xuống mức kỷ lục.
Cụ thể là chỉ 34% các đáp viên tán thành ông Biden, trong khi đó có tới 61% người được hỏi không tán thành ông chủ Tòa Bạch Ốc. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục giành được vị thế trong cuộc tranh cử đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Theo Politico, một phóng viên tại Delaware vào ngày 17 tháng 12 đã hỏi ông Biden rằng tại sao ông lại thua cựu Tổng thống Donald Trump trong các cuộc thăm dò giả định tái đấu năm 2024. Ông Biden đã giận dữ và trả lời rằng bạn đang đọc các khảo sát sai. Vâng, vừa rồi quý vị vừa nghe các thông tin trên thế giới và tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với các vấn đề tại Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây, Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 5 người về tội danh liên quan lừa đảo và sử dụng trái phép thông tin trên mạng xã hội. Những người này trong nhóm gần 1.000 thành viên sử dụng tài khoản Facebook chào bán hơn 629.000 thông tin cá nhân khách hàng cho nhiều người, thu lợi hơn 340 triệu đồng. Từ các nguồn thông tin này, một nhóm khác đã lập các trang web giả giống của ngân hàng, công ty cho vay tài chính liên hệ với khách, yêu cầu nộp tiền. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, nhóm đã lừa đảo hơn 10 tỷ đồng của nhiều người. Theo báo Tuổi Trẻ, hiện việc mua bán thông tin khách hàng diễn ra tràn lan trên mạng xã hội và các ứng dụng cung cấp các nội dung như là gọi điện, hình ảnh, nhắn tin. Không khó để tìm kiếm các hội nhóm chuyên mua bán, trao đổi danh sách khách hàng tiềm năng từ bất động sản, vay tín dụng, mua hàng online trên các sàn thương mại điện tử đến cả dịch vụ ăn uống, cà phê, v.v. trên các hội nhóm kín Zalo, Telegram, nhiều cá nhân còn giao bán những danh sách không dễ kiếm. Ngoài sử dụng kỹ thuật công nghệ, việc thu thập thông tin cá nhân còn được thực hiện thông qua các phương thức như giả mạo tuyển sinh, dự thi các cuộc thi với nhiều quyền lợi đi kèm, dẫn dụ truy cập đến website giả mạo và thực hiện lừa đảo. Thậm chí có nhiều nơi, thông tin được mua với giá từ 100 đến 300 ngàn đồng trên mỗi chứng minh nhân dân, căn cước công dân chụp lại. Ngoài ra, một số đông cũng chia sẻ công khai đời sống riêng tư, sinh hoạt gia đình, công việc trên mạng xã hội. Đó cũng là cơ hội cho nhóm này lừa đảo. Theo công ty an ninh mạng NCS, tình trạng lộ lọt dữ liệu của người dùng Việt đã ở mức báo động. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng nếu phát hiện việc thu thập thông tin để lừa đảo, cần báo cho cơ quan công an để xử lý. Vâng, thưa quý vị, liên quan đến việc đăng kiểm xe cơ giới trong dịp cuối năm, tờ Dân Trí đưa tin, trong ngày 18 tháng 12, hiện tượng ùn ứ xuất hiện cục bộ tại một số trạm đăng kiểm ở Hà Nội. Tuy nhiên, mức độ quá tải thì chưa nghiêm trọng, một số trạm đã giảm lượng xe. Theo thống kê của Cục Đăng Kiểm, năng lực kiểm định của Hà Nội hiện là 67.700 xe một tháng. Vào tháng 11, nhu cầu kiểm định chỉ là 43.000, nhưng đến tháng 12, nhu cầu kiểm định đã tăng lên hơn 73.000, vượt khả năng đáp ứng. Dự báo trong 3 tháng đầu năm 2024, nhu cầu kiểm định thấp hơn năng lực đáp ứng. Đến tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, lượng xe đáo hạn đăng kiểm sẽ tăng cao. Mức đỉnh điểm là hơn 90.700 xe vào tháng 5. Trong vài tháng qua, hoạt động đăng kiểm xe cơ giới được cho là tương đối êm đềm. Tuy nhiên, nguy cơ tiềm ẩn khi có gần 300 đăng kiểm viên đang thuộc diện tại ngoại chờ ngày hầu tòa. Theo đại diện Cục Đăng Kiểm, thời gian tới, số lượng các đăng kiểm viên có sai phạm bị đưa ra xét xử là rất lớn. Nếu việc xét xử diễn ra ồ ạt vào dịp cuối năm, nguy cơ thiếu hụt nhân lực kiểm định là hiện hữu. Sẽ có nhiều tỉnh thành bị ảnh hưởng, nguy cơ ùn tắc kiểm định. Cục Đăng Kiểm khuyến cáo chủ phương tiện có xe sắp hết hạn nên chọn thời điểm kiểm định sớm, phù hợp, chủ động đăng kiểm khi trên đường về quê, đi công tác, du lịch, lấy hàng, v.v. để tránh ùn tắc. Còn tại Sài Gòn, trước nguy cơ ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, vào ngày 18 tháng 12, Sở Giao thông Vận tải đã ra thông báo về những biện pháp phòng ngừa. Sở Giao thông Vận tải thành phố đề nghị các trung tâm đăng kiểm nếu gặp khó khi thực hiện nên báo sớm để phối hợp giải quyết. Các chủ phương tiện chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng, chủ động đăng ký lịch hẹn, chọn thời gian kiểm định sớm, tránh đến hết hạn mới đi kiểm định. Chủ xe cũng cần tra cứu xem phương tiện của mình có bị phạt nguội hay không, chuẩn bị đủ giấy tờ liên quan. Cũng tại Sài Gòn vào ngày 18 tháng 12, Cảnh sát Kinh tế đã bắt tạm giam 4 người, 28 tuổi, 39 tuổi về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 7 năm 2023, 4 người này đã trao đổi thông tin mua bán giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận nghỉ việc giả trên Zalo, Facebook và Telegram. Trong đó, các giấy tờ về sức khỏe có đóng dấu mốc giả của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện quận Gò Vấp, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Bệnh viện quận Tân Bình.
Cảnh sát đề nghị người mua các loại giấy tờ giả từ các bị can trên cần liên hệ đến địa chỉ số 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10 để cung cấp thông tin và làm rõ vụ án. Vâng, và cuối cùng là thông tin về dự báo thời tiết thưa quý vị. Bắc Bộ rét qua Giáng sinh, Hà Nội 12 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào ngày hôm nay ngày 19 tháng 12, một đợt không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc gây trạng thái mưa nhỏ rải rác, kéo nền nhiệt xuống thấp hơn so với hôm trước. Ông Vũ Anh Tuấn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, không khí lạnh lần này có tính chất khô nên gây cảm giác rét buốt. Tại Đồng bằng và Trung Du, nền nhiệt ở ngưỡng từ 9 đến 12 độ C. Cảm giác rét buốt tại Hà Nội gia tăng khi nền nhiệt chạm ngưỡng 12 độ. Nền nhiệt ở vùng núi từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, có thể xuống dưới 0 độ. Trong những ngày tới, nguy cơ rất cao xuất hiện băng giá. Về mưa tuyết, ông Tuấn cho rằng khả năng xuất hiện phụ thuộc vào độ ẩm trong không khí. Đến khoảng ngày 21 tháng 12, một đợt không khí lạnh khác tiếp tục được tăng cường. Rét nhất đợt này là vào cuối tuần, vào khoảng từ ngày 23 đến 24 tháng 12, qua Giáng sinh, ngày 24 đến 25 tháng 12, thời tiết sẽ ấm lên. Các chuyên gia khuyến cáo người dân không dùng than để sưởi ấm trong phòng kín có thể gây nguy hiểm. Người dân vùng núi cao cần có các biện pháp che chắn chuồng trại cho gia súc, gia cầm, bảo vệ cây trồng trước băng giá và gió mạnh. Còn tại miền Trung, mưa lớn xuất hiện trong ngày hôm nay, ngày 19 tháng 12, tập trung ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, có thể lan sang Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế duy trì trạng thái rét buốt về đêm và sáng sớm, nền nhiệt thấp nhất từ 14 đến 17 độ. Tại Nam Bộ, gió Đông Bắc cường độ tăng mạnh trên vùng biển. Trên đất liền, ngày nắng, chiều tối mưa vài nơi. Từ ngày 20 tháng 12, nhiệt độ sẽ giảm nhẹ, ban đêm trời se lạnh. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng không khí lạnh này sẽ gây gió mạnh trên toàn bộ khu vực Biển Đông. Vâng, và những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại video trưa nay của Khỏe Tự Nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất để gửi tới quý vị. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!